Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 15. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-xe rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng: Khi các ngươi vào xứ mà ta ban cho các ngươi đặng ở và các ngươi dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ dùng lửa đốt, hoặc một của lễ thiêu, hoặc một của lễ trả sự hứa nguyện, hoặc một của lễ lạc ý, hay là trong những lễ trọng thể các ngươi muốn dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ có mùi thơm bằng bò hay chiên, thì ai dâng lễ vật mình phải dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay bằng một phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần tư hin dầu. Về mỗi con chiên con, ngươi phải dâng một lễ quán bằng một phần tư hin rượu với của lễ thiêu hay là với của lễ khác. Nhược bằng về một con chiên đực, thì ngươi phải dùng một của lễ chay bằng hai phần mười ê-pha bột lọc nhồi với một phần ba hin dầu và một phần ba hin rượu làm lễ quán, mà dâng có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nhược bằng, ngươi dâng một con bò tơ, hoặc làm của lễ thiêu, hoặc làm của lễ trả sự hứa nguyện, hay là làm của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va, thì phải dâng chung với con bò tơ một của lễ chay bằng 3 phần 10 ê-pha bột lọc nhồi với nửa hin dầu, và dâng nửa hin rượu làm lễ quán. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Người ta cũng phải làm như vậy về mỗi con bò đực, mỗi con chiên đực, mỗi con chiên con hay là mỗi con dê con. Tùy theo số con sinh mà các ngươi sẽ dâng thì phải làm như vậy cho mỗi con. Phàm người sinh ra trong xứ phải làm như vậy. Khi nào dâng một của lễ dùng lửa đốt có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu một khách ngoại bang kiều ngụ trong các ngươi, hay là một người nào ở giữa các ngươi từ đời này sang đời kia, dùng lửa dâng một của lễ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, thì phải làm y như các ngươi làm vậy. Trong hội chúng, chỉ đồng có một luật lệ cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Khách ngoại bang cũng đồng như các ngươi vậy. Sẽ có một luật và một lệ như nhau cho các ngươi và cho khách ngoại bang kiều ngụ giữa các ngươi. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-xe rằng: Hãy nói cho dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã vào xứ mà ta sẽ dẫn các ngươi vào và ăn bánh của xứ đó, thì các ngươi phải lấy một lễ vật dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi phải lấy ra một cái bánh nhỏ làm lễ vật, tức là bánh đầu tiên về bột nhồi của các ngươi. Các ngươi phải dâng y một cách như dân dơ lên lễ vật về sân đạp lúa vậy. Từ đời này sang đời kia, các ngươi phải dâng dơ lên cho Đức Giê-hô-va một lễ vật về bột nhồi đầu tiên của các ngươi. Khi các ngươi lầm lỡ phạm tội, không giữ hết thảy các điều răn này mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Mô-xe, nghĩa là mọi điều chi Đức Giê-hô-va đã cậy Mô-xe truyền cho các ngươi, từ ngày Đức Giê-hô-va truyền những điều răn này cho và về ngày sau, trong những dòng dõi sẽ đến của các ngươi. Nếu là tội phạm vì lầm lỡ mà hội chúng không hay biết, thì cả hội chúng, tùy theo mạng lệnh, phải dùng một con bò đực tơ dâng làm của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, luôn với của lễ chay cùng lễ quán cặp theo, và một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho cả hội dân Israel, thì tội hội chúng sẽ được tha, vì là một tội phạm lầm lỡ và vì hội chúng đã đem đến trước mặt Đức Giê-hô-va lễ vật mình, tức là một của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va luôn với của lễ chuộc tội đặng chữa sự lầm lỡ mình. Cả hội dân Israel và khách ngoại bang kiều ngụ trong dân đó sẽ được tha tội vì là bởi lầm lỡ mà cả dân sự đã phạm tội. Nhược bằng, chỉ một người lầm lỡ phạm tội thì người đó phải dâng một con dê cái giáp năm làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người đã lầm lỡ mà phạm tội như vậy trước mặt Đức Giê-hô-va. Và khi đã làm lễ chuộc tội cho người, thì người sẽ được tha. Khi lầm lỡ mà phạm tội,
thì sẽ có đồng một luật lệ cho các ngươi, hoặc là người sinh giữa dân Israel hay là khách kiều ngụ trong dân đó. Nhưng ai cố ý phạm tội, hoặc người sinh trong xứ hay là khách ngoại bang, thì ai đó khinh bỉ Đức Giê-hô-va, người sẽ bị truất khỏi dân sự mình, vì người đã khinh bỉ lời Đức Giê-hô-va và trái mạng của Ngài. Người hẳn sẽ bị truất diệt, tội gian ác người đổ lại trên mình người. Vả, dân Israel đang ở tại đồng vắng, gặp một người lượm củi trong ngày Sa-bát. Những kẻ gặp người đang lượm củi dẫn người đến Môi-se, A-rôn và cả hội chúng. Họ bắt người giam tù vì điều phải làm cho người chưa nhất định. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: người này phải phạt xử tử, cả hội chúng hãy ném đá người ngoài trại quân. Vậy cả hội chúng đem người ra ngoài trại quân mà ném đá, và người chết y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng dân Israel và biểu họ từ đời này sang đời kia, hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang cái tua này. Khi thấy nó, các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm. Như vậy, các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Chương 16. Vả, Cô-rê, con trai của Dít-sê-ha, cháu của Kê-hát, chít của Lê-vi, dục theo mình Đa-thang và A-bi-ram, con trai của Eli-áp, cùng với Ôn, con trai của Phê-lết, cháu Ru-bên. Các người này, với 250 người trong dân Israel, vốn là quan tướng của hội, nghị viên của hội đồng, có danh giá, đều hiệp nhau giấy nghịch cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: thôi, đủ rồi, vì cả hội chúng đều là thánh và Đức Giê-hô-va ngự ở trong. Vậy sao các ngươi tự cao trên hội chúng của Đức Giê-hô-va? Môi-se nghe điều đó, bèn sắp mặt xuống đất nói cùng Cô-rê và hết thảy kẻ hiệp với người mà rằng: sáng mai, Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai là thánh. Ngài sẽ khiến người đó lại gần Ngài, tức khiến người nào mà Ngài đã chọn lấy đến gần Ngài. Hỡi Cô-rê, hãy làm điều này. Ngươi và hết thảy kẻ hiệp với ngươi hãy cầm lư hương. Sáng mai, hãy để lửa ở trong và bỏ hương ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va. Người nào mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn ấy là người thánh. Hỡi con cháu Lê-vi, thôi, đủ rồi. Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: hỡi con cháu Lê-vi, bây giờ hãy nghe. Về phần các ngươi, Đức Chúa Trời của Israel đã biệt các ngươi riêng ra với hội chúng Israel và khiến các ngươi đến gần Ngài đặng làm công việc trong đền tạm của Đức Giê-hô-va, đặng trực hầu việc trước mặt hội chúng. Việc ấy há là nhỏ mọn sao? Ngài biểu ngươi, hết thảy anh em ngươi với con cháu Lê-vi đến gần Ngài, các ngươi lại còn kiếm chức tế lễ nữa sao? Vì vậy, ngươi và toàn bè đảng của ngươi đều hiệp lại nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Vì A-rôn là ai mà các ngươi làm bầm cùng ngươi? Môi-se sai đòi Đa-thang và A-bi-ram, con trai Eli-áp. Nhưng hai người đáp rằng: chúng tôi không đi lên đâu. Há là điều nhỏ mọn mà ngươi đã đem chúng ta ra khỏi xứ đượm sữa và mật, đặng làm cho chúng ta chết trong đồng vắng, mà ngươi lại còn muốn lấn lướt trên chúng ta nữa sao? Quả thật, ngươi không có dẫn chúng ta đến trong một xứ đượm sữa và mật đâu. Ngươi không cho chúng ta đồng ruộng hay là vườn nho làm sản nghiệp đâu. Ngươi toàn khoét mắt của dân này ư? Chúng ta không đi lên đâu. Môi-se nổi giận lắm, thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: xin đừng kể đến của lễ chay chúng nó nữa. Tôi không có bắt nơi chúng nó một con lừa nào, và tôi cũng không có làm hại một ai trong bọn chúng nó. Đoạn Môi-se nói cùng Cô-rê rằng: ngày mai, ngươi và toàn bè đảng ngươi với A-rôn hãy ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người hãy lấy lư hương mình bỏ hương ở trong, rồi mỗi người dâng lư hương mình trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 cái lư hương. Ngươi và A-rôn mỗi người cũng phải có lư hương mình.
Vậy, mỗi người lấy lư hương mình để lửa vào, bỏ hương trên, rồi đứng tại cửa hội mạc luôn với Môi-se và A-rôn. Cô-rê hiệp cả hội chúng nghịch lại Môi-se và A-rôn tại cửa hội mạc. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng cả hội chúng. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Hãy tách khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Hai người bèn sấp mặt xuống mà rằng: Ôi Đức Chúa Trời, là Chúa của thần linh mọi xác thịt, chỉ có một người phạm tội mà Chúa lại nổi giận cùng cả hội chúng sao? Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng hội chúng mà rằng: Hãy giang ra khỏi chung quanh chỗ ở của Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram. Môi-se đứng dậy đi lại phía Đa-thang và A-bi-ram. Các trưởng lão Israel đi theo người. Người nói cùng hội chúng rằng: Bây giờ hãy giang ra khỏi trại của các người hung ác này và chớ đụng đến vật chi thuộc về họ, e các ngươi sẽ chết vì những tội của họ chăng? Vậy dân sự giang ra khỏi tứ phía chỗ ở của Cô-rê, Đa-thang và A-bi-ram. Đa-thang và A-bi-ram ra đứng tại cửa trại với vợ, con trai và con nít mình. Môi-se bèn nói rằng: Nhờ điều này các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va có sai ta đặng làm các điều này, vì ta chẳng làm sự chi tự ta. Nếu các kẻ đó chết như mọi người khác chết, nếu họ đồng chịu số phận chung như mọi người, thì Đức Giê-hô-va không có sai ta. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một sự thật mới, nếu đất hả miệng ra nuốt họ và mọi món chi thuộc về họ, nếu họ còn đang sống mà xuống âm phủ, thì các ngươi sẽ biết rằng những người này có khinh bỉ Đức Giê-hô-va. Vừa khi Môi-se nói dứt các lời này, đất ngay dưới chân họ bèn nứt ra, hả miệng nuốt họ, gia quyến và hết thảy phe Cô-rê cùng tài sản của chúng nó. Các người đó còn đang sống và mọi vật chi thuộc về họ đều xuống âm phủ, đất lấp lại và chúng nó bị diệt khỏi hội chúng. Cả Israel ở xung quanh nghe tiếng họ la đều chạy trốn, vì nói rằng: Chúng ta hãy coi chừng, kẻo đất nuốt chúng ta chăng? Rồi một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va lòe ra, thiêu hóa 250 người đã dâng hương. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói với Ê-li-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, biểu lượm các lư hương ra khỏi chỗ lửa cháy và đổ lửa của các lư hương nơi xa, vì lư hương đã nên thánh. Còn những lư hương của các người đã phạm tội cùng sinh mạng mình, người ta phải lấy làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Bởi các lư hương đã dâng trước mặt Đức Giê-hô-va đã thành thánh, những tấm giác đó sẽ dùng làm một dấu cho dân Israel. Vậy Ê-li-a-sa thầy tế lễ lấy những lư hương bằng đồng của các người bị thiêu đã dâng lên, và người ta làm thành những tấm giác mỏng để bọc bàn thờ. Ấy là một kỷ niệm cho dân Israel, để người nào ngoại dòng A-rôn chớ đến gần đặng xông hương trước mặt Đức Giê-hô-va, kẻo e đồng số phận cùng Cô-rê và bè đảng người, theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dạy. Ngày mai, cả hội dân Israel lầm bầm cùng Môi-se và A-rôn mà rằng: Hai người đã làm chết dân của Đức Giê-hô-va. Khi hội chúng đang hiệp nhau nghịch cùng Môi-se và A-rôn, thì ngó về hướng hội mạc, sải thấy trụ mây bao phủ hội mạc và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. Môi-se và A-rôn đến đứng trước hội mạc. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy giang ra khỏi giữa hội chúng này, thì ta sẽ tiêu diệt nó trong một lát. Nhưng hai người sấp mặt xuống đất, rồi Môi-se nói cùng A-rôn rằng: Hãy cầm lấy lư hương để lửa từ trên bàn thờ vào, bỏ hương lên trên, mau mau đi đến hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ, vì sự thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên và tai vạ đã phát khởi. A-rôn bèn cầm lấy lư hương y như Môi-se đã biểu, chạy đến giữa hội chúng. Kìa, tai vạ đã phát khởi giữa dân sự. A-rôn bèn bỏ hương vào và làm lễ chuộc tội cho dân sự. Người đứng giữa kẻ chết và kẻ sống thì tai vạ bèn ngừng lại. Có 14.700 người chết vì tai vạ này, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ Cô-rê. Đoạn
Aaron trở về cùng Môi-se tại cửa hội mạc, rồi tai vạ ngừng lại. Chương 17. Kế đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel và biểu rằng: Mỗi chi phái của họ phải đem nộp cho ngươi một cây gậy, nghĩa là 12 cây gậy bởi các quan trưởng của mỗi chi phái. Ngươi phải đề tên mỗi người trên cây gậy của mình và đề tên Aaron trên cây gậy của Lê-vi, vì phải có một cây gậy cho mỗi trưởng tộc. Ngươi phải để các gậy đó trong hội mạc trước hòm bản chứng là nơi ta gặp ngươi. Hễ người nào ta chọn lấy thì cây gậy người đó sẽ trổ hoa. Vậy ta sẽ làm cho nín đi trước mặt ta những lời lầm bầm của dân Israel đã phát ra đối nghịch cùng các ngươi. Môi-se nói cùng dân Israel thì hết thảy trưởng tộc tùy theo chi phái mình đem nộp cho người một cây gậy, tức là 12 cây gậy của Aaron ở giữa các cây gậy khác. Môi-se để những gậy đó trong trại bản chứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngày mai khi Môi-se vào trại bản chứng, sải thấy cây gậy Aaron về nhà Lê-vi đã trổ hoa, nó có nức muột, sinh hoa và trái hạnh nhân chín. Môi-se bèn rút các cây gậy khỏi trước mặt Đức Giê-hô-va, đem đưa cho cả dân Israel. Các người đều thấy và mỗi người lấy gậy mình lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đem cây gậy của Aaron để lại trước hòm bản chứng, đặng giữ làm một dấu cho con cái phản nghịch. Ngươi phải làm cho nín đi những lời lầm bầm đối nghịch cùng ta, hầu cho dân chúng chẳng chết. Môi-se làm như vậy, tức làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Dân Israel nói cùng Môi-se rằng: Này, chúng tôi bị diệt, chúng tôi bị chết, chúng tôi chết mất hết thảy. Phàm ai đến gần đền tạm của Đức Giê-hô-va đều chết. Có lẽ chúng tôi phải chết hết sao? Thi Thiên 48. Đức Giê-hô-va là lớn, rất đáng được ngợi khen, trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta và tại trên núi Thánh Ngài. Núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về phía bắc là kinh đô của vua cao cả và là sự vui vẻ của cả thế gian. Trong những đền các thành ấy, Đức Chúa Trời đã tỏ mình ra như một nơi nương náu. Vì kìa, các vua đã hẹn hò cùng nhau đi qua, họ thấy đến bèn sững sờ bối rối rồi mau mau chạy trốn. Tại nơi đó sự run rẩy áp hãm họ, họ bị đau đớn khác nào đàn bà sinh đẻ. Chúa dùng ngọn gió đông đánh bể các tàu Ta-rê-si. Điều chúng tôi có nghe nói thì đã thấy trong thành của Đức Giê-hô-va vạn quân, tức là trong thành của Đức Chúa Trời chúng tôi. Đức Chúa Trời lập thành ấy vững chắc đời đời. Hỡi Đức Chúa Trời, tại giữa đền thờ Chúa, chúng tôi có tưởng đến sự nhân từ của Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, danh Chúa thể nào thì sự ngợi khen Chúa thể ấy cho đến các đầu cùng trái đất. Tay hữu Chúa đầy dẫy sự công bình, vì cớ sự đoán xét của Chúa. Nguyện núi Si-ôn vui vẻ, các con gái Giu-đa mừng rỡ. Hãy đi chung quanh Si-ôn, hãy dạo vòng thành, đếm các ngọn tháp nó. Hãy chăm xem các đồn lũy, xem xét các đền nó, hầu cho các ngươi thuật lại cho dòng dõi sẽ đến. Vì Đức Chúa Trời này là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng. Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết. Chương 25. Này là lời phán cùng Giê-rê-mi về cả dân Giu-đa trong năm thứ tư đời Giê-hô-gia-kim con trai Giô-si-a vua của Giu-đa. Ấy là năm thứ nhất đời Nebuchadnezzar vua nước Babylon. Đấng tiên tri Giê-rê-mi rao truyền những lời này trước mặt dân Giu-đa và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem rằng: Từ năm thứ 13 đời Giô-si-a con trai A-môn vua của Giu-đa cho đến ngày nay có 23 năm, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi. Từ lúc đó tôi dậy sớm nói cùng các ngươi, nhưng các ngươi chẳng khứng nghe tôi. Đức Giê-hô-va đã sai các đầy tớ Ngài là các tiên tri đến cùng các ngươi, dậy sớm mà sai đến, nhưng các ngươi không nghe lời, không để tai mà nghe. Các đấng ấy nói rằng: Mỗi người trong các ngươi hãy từ đường giữ mình trở lại, hãy bỏ điều ác của việc làm mình, và ở trong đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi
từ xưa cho đến đời đời. Chớ theo các thần khác đặng hầu việc và thờ lại. Chớ lấy việc tay mình làm ra mà chọc giận ta nữa, thì ta sẽ không làm hại chi các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Nhưng các ngươi chẳng nghe ta, mà lấy việc làm của tay mình chọc giận ta và chuốc lấy tai hại cho mình. Vậy nên Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Vì các ngươi đã chẳng nghe lời ta, này, ta sẽ sai đòi mọi họ hàng phương Bắc cùng đầy tớ ta là Nebuchadnezzar vua Babylon đến nghịch cùng đất này, nghịch cùng dân cư nó và các nước ở chung quanh. Ta sẽ diệt hết chúng nó, làm chúng nó nên sự gỡ lạ, chê cười và hoang vu đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vả, ta sẽ làm cho trong vòng chúng nó hết tiếng reo vui và kêu mừng, hết tiếng của rễ mới và dâu mới, hết tiếng ầm ầm của cối xay và ánh sáng của đèn. Cả đất này sẽ trở nên hoang vu gỡ lạ. Các nước này sẽ phục sự vua Babylon trong 70 năm. Đức Giê-hô-va phán: Khi 70 năm ấy sẽ mãn, ta sẽ phạt vua Babylon và dân người vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người canh đê và biến thành một nơi hoang vu đời đời. Phàm lời ta đã phán nghịch cùng đất ấy, tức lời chép trong sách này là lời Jeremy đã nói tiên tri nghịch cùng muôn nước, thì sẽ xảy đến cho đất ấy. Vả, sẽ có nhiều nước và vua lớn bắt chính người canh đê làm tôi mọi, và ta sẽ báo chúng nó theo việc làm của chúng và theo việc bởi tay chúng làm ra. Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán cùng tôi như vậy: Hãy lấy chén rượu của sự giận khỏi tay ta, khá cho các dân mà ta sai ngươi đến đều uống lấy. Chúng nó sẽ uống, sẽ đi siêu tó và điên cuồng vì cớ gươm dao mà ta sẽ sai đến giữa chúng nó. Vậy tôi lấy chén khỏi tay Đức Giê-hô-va và khiến cho mọi nước mà Đức Giê-hô-va sai tôi đến đều uống lấy, cho Jerusalem và cho các thành của Giu-đa, cho các vua, các quan trưởng nó, làm cho chúng nó hoang vu gỡ lạ, bị chê cười, chịu rủa sả như ngày nay. Cho Pharaon, vua nước Ai Cập, cho những đầy tớ người, cho các quan trưởng và dân sự người, cho mọi dân lộn, cho mọi vua xứ Uất Sơ, cho mọi vua xứ Philippines, tức vua của Ashkelon, của Gaza, của Ekron và những kẻ còn sống sót ở Ashdod, cho Edom, cho Moab, cho con cái Ammon, cho các vua Tyre, cho mọi vua ở Sidon và cho mọi vua ở Cù Lao ngoài biển, cho Dedan, cho Thema, cho Buser, cho những kẻ cạo tóc chung quanh đầu, cho mọi vua Arabi, cho các vua của các nước thuộc về các giống lộn ở đồng vắng, cho mọi vua của Simri, cho mọi vua của Elam, cho mọi vua của Medi, cho mọi vua phương Bắc ở gần hoặc ở xa, cho vua này cùng với vua kia, sau lại cho mọi nước thế gian ở trên mặt đất. Vua của Sê-sát cũng sẽ uống chén sau các vua kia. Ngươi khá bảo họ rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy uống đi, hãy say mửa ngã xuống, đừng dậy nữa, vì cớ gươm dao mà ta sẽ sai đến giữa các ngươi. Nếu họ không khứng lấy chén ở tay ngươi đặng uống, thì ngươi khá bảo rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, chắc các ngươi phải uống. Vả, này, ấy là thành kia là thành được xưng bằng danh ta, mà ta bắt đầu xuống tai vạ, còn các ngươi há khỏi hình phạt được cả sao? Không, các ngươi sẽ không khỏi hình phạt đâu, vì ta sẽ sai gươm dao đến trên mọi dân cư trên đất, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho nên, ngươi khá lấy mọi lời này nói tiên tri nghịch cùng họ và bảo rằng: Đức Giê-hô-va quát tháo từ nơi cao, phát tiếng từ chỗ ở thánh Ngài, quát tháo to, nghịch cùng chuồng chiên, trỗi tiếng kêu như những kẻ đạp trái nho, nghịch cùng hết thảy dân cư trên đất. Tiếng om sòm sẽ vang ra đến cùng đất, vì Đức Giê-hô-va tranh cạnh cùng các nước, phán xét mọi xác thịt, phó những kẻ giữ cho gươm dao, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này,
Tai vạ sẽ từ một dân này qua một dân khác, một trận bão lớn dấy lên từ các nơi đầu cùng đất. Thây của những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã giết trong ngày đó sẽ đầy trên đất từ đầu này đến đầu kia. Chẳng ai khóc, chẳng thâu liệm, chẳng chôn, sẽ làm phân trên mặt đất. Hỡi những kẻ chăn, hãy than khóc, cất tiếng than vang. Hỡi những kẻ dẫn bầy chiên, hãy lăn trong tro bụi. Vì ngày các ngươi bị giết, kỳ các ngươi bị tan lạc đã đến hạn. Các ngươi sẽ ngã xuống như bình quý giá. Kẻ chăn không bởi đâu trốn tránh, kẻ dẫn bầy chiên không bởi đâu thoát ra. Kẻ chăn phát tiếng kêu, kẻ dẫn bầy chiên than khóc vì Đức Giê-hô-va phá hoang đồng cỏ họ, và những chuồng chiên yên ổn đã bị bắt phải nín lặng bởi sự nóng giận của Đức Giê-hô-va. Ngài như sư tử đã ra khỏi chỗ kín mình. Đất chúng nó đã trở nên gỡ lạ bởi sức mạnh rất hung đè nén và cơn giận rất mãnh liệt. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.